Đức cái thầy có cái tâm, rồi có cái đức. Dạ. Thầy Đức thương chúng tôi lắm, mà thầy Đức cứ nói chúng tôi là chúng tôi, thầy Đức khóc mà chúng tôi nói với thầy thì thầy này cũng khóc. Dạ vâng. Mà chúng tôi thì không bao giờ tôi quên được thầy Đức đâu chú dạ, ơi. Dạ vâng ạ, con biết tấm lòng của các cụ. Dạ, dạ. Con kính chúc cho các cụ an lạc, dạ, hàng ngày mình niệm Phật. Rồi nhất định là có dịp con sẽ lại con thăm các cụ nữa nha. Dạ, dạ, dạ. Xin kính chào quý vị, kính thưa quý vị, trong cái thời gian vừa qua, kể từ ngày thầy Nhuận Đức không còn là quản chúng của ngôi chùa Hộ Pháp này nữa thì rất là nhiều bà con yêu mến các cụ già đây đều gọi về cho chúng tôi, tỏ ra là rất là lo lắng băn khoăn, không biết là khi thầy Nhuận Đức không còn quản chúng ở ngôi chùa này nữa thì ai mà chăm sóc các cụ được, ai mà chăm sóc các trẻ em cơ nhỡ do nhà chùa đang là nuôi dưỡng ở đây. Thì trước cái sự thắc mắc và những cái lo lắng của tất cả những cái quý vị yêu mến các cụ ở đây đó, thì ngày hôm nay chúng tôi trở về Tổ Đình Hộ Pháp sau một thời gian thời Nhuận Đức đã rời khỏi chùa, không còn là quản chúng ở đây nữa, thì chúng tôi đến trực tiếp ở đây xem coi là kể từ khi thời Nhuận Đức đi thì cái sinh hoạt của nhà chùa thế nào, các cụ có được chăm sóc giống như là lúc trước thầy Nhuận Đức còn ở đây hay không. Chính vì vậy mà hôm nay chúng tôi là gia đình của Nỗi Lòng Người Miền Nam trở về chùa Hộ Pháp để trực tiếp gặp các cụ, gặp các quý thầy ở đây để xem các cái hoạt động của chùa, công việc chăm sóc các cụ như thế nào trong cái thời gian thầy Nhuận Đức không còn ở đây, để giải tỏa những cái thắc mắc, những cái lo toan của quý vị dành cho các cụ ở đây. Bây giờ tôi mời quý vị cùng với gia đình Nỗi Lòng Người Miền Nam chúng ta vào trong chùa để tham quan ngôi chùa và lễ Phật, đồng thời là thăm các cụ già để giải đáp được những cái thắc mắc mà quý vị đang quan tâm quý vị nha. Rồi bây giờ tôi mời quý vị cùng với tôi chúng ta tiến vào phía trong để tham quan ngôi chùa, lễ Phật và thăm các cụ quý vị nha. Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của kênh Nỗi Lòng Người Miền Nam, đặc biệt là kính thưa quý vị Phật tử của chùa Hộ Pháp. Ở trong chương trình ngày hôm nay đó là ngày 15 tháng 10 năm 2024, chúng tôi thăm lại ngôi chùa Hộ Pháp hay còn gọi là Tổ Đình Hộ Pháp, nơi mà vào những cái tháng vừa qua thì chúng tôi đã có dịp về đây thăm ngôi chùa, và lúc đó thì thầy Nhuận Đức còn quản chúng tại đây, và chúng tôi có tham dự cái buổi tặng quà cho những người khiếm thính với số lượng lên đến hàng chục ngàn người. Và hôm nay thì chúng tôi trở về ngôi chùa Hộ Pháp hay còn gọi là Tổ Đình Hộ Pháp để thăm lại các quý vị Phật tử, và đặc biệt là chúng tôi sẽ thăm các cụ sau một cái thời gian mà thầy Nhuận Đức đã rời khỏi chùa, thì chúng tôi trở về đây để xem các cái hoạt động của chùa này nó được diễn ra như thế nào, cái vấn đề sinh hoạt chăm sóc nuôi nấng các cụ già khi không còn thầy Nhuận Đức nữa thì những cái sinh hoạt ở chùa nó diễn ra như thế nào, để cho tất cả quý vị Phật tử cũng như là tất cả mọi người quan tâm. Ngày hôm nay tôi cùng với tất cả quý vị chúng ta bắt đầu tiến vào phía trong để tham quan lại ngôi chùa Hộ Pháp, cũng như là thăm lại các cụ già, các cái trẻ em, những cái người mà hoàn cảnh khó khăn neo đơn thì đã được thầy Nhuận Đức trước đây nuôi dưỡng ở đây. Thì hôm nay chúng ta tận mắt chứng kiến lại cái sinh hoạt của các cụ trong cái thời gian mà thời Nhuận Đức đã không còn ở đây nữa. Bây giờ mời quý vị cùng với tôi chúng ta bắt đầu tiến vào phía trong nha. Thưa quý vị, đây là cái cổng của chùa Hộ Pháp, một cái cổng chùa rất là lớn, nguy nga, mà trước đây chúng tôi đã có dịp giới thiệu với quý vị. Cái khoang cảnh khuôn viên rất là rộng. Hai bên của cái cổng phụ này thì có hai cái phiến đá. Hai cái phiến đá bên này là Nam Mô A Di Đà Phật, còn ở bên này cũng là Nam Mô A Di Đà Phật, và ở trên là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chùa Hộ Pháp. Chùa Hộ Pháp này thì ở địa chỉ là phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mời quý vị cùng chúng ta tiến vào phía trong nha. Quang cảnh rất là yên tĩnh, với một cái không gian rất là uy nghiêm, trầm mặc của một ngôi chùa rất là nổi tiếng trong cái thời gian vừa qua. Đây là cái phòng đăng ký cộng tu. Khi mà quý vị muốn về chùa để cộng tu thì quý vị vô, đầu tiên là quý vị vô cái phòng này. Đây là cái phòng, mời camera quay sát lại cái chữ có cái phòng cộng tu này.
đây là cái phòng cộng tu. Khi mà quý vị Phật tử có muốn về chùa để cộng tu thì vô gặp các chú ở đây là phòng cộng tu để đăng ký, và sẽ được các chú ở đây hướng dẫn cho quý vị có thể cộng tu với chùa. Rồi bây giờ là chúng ta, nếu mà gửi xe thì quý vị gửi xe ở đây, có các chú giúp đỡ cho quý vị coi sóc xe ở đây để quý vị có thể an tâm viếng chùa cũng như là lễ Phật. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu tiến vào phía trong nha. Đây là hai cái hàng cây sứ rất là đẹp quý vị, rất là nhiều những cái cây cảnh chạy dài vô trong. Xa xa bên kia là bảo tháp thưa quý vị, một cái ngôi bảo tháp 9 tầng. Dạ thưa quý vị, đó là ngôi bảo tháp rất là uy nghiêm, gồm có 9 tầng thưa quý vị. Lát nữa đây thì chúng ta sẽ vào tận nơi để tham quan ngôi bảo tháp. Bây giờ là chúng ta sẽ đi vào phía trong. Quang cảnh rất là tĩnh mịch. Hôm nay chúng tôi đi vào cái ngày thường, vì vậy mà không có nhiều các cái Phật tử về cộng tu ở đây. Đặc biệt là đối với các cái ngày thứ bảy chủ nhật thì rất là đông các Phật tử khắp nơi về cộng tu với nhà chùa. Quý vị thấy là cái khung cảnh rất là khang trang, chung quanh là có rất nhiều những cái bóng cây, nó tạo lên một cái bóng mát, tạo lên một cái khung cảnh rất là yên bình của một ngôi chùa nổi tiếng của Bà Rịa Vũng Tàu này quý vị nha. Đây là những cái vườn cây cảnh, chủ yếu là những cái cây bông giấy nha quý vị nha. Đây, quý vị thấy là những cái cây bông giấy này là nó ra bông quanh năm thưa quý vị. Nhà chùa chăm sóc rất là tốt. Thường thì những cái cây bông giấy này nó ra bông theo cái từng đợt thôi. Tuy nhiên thì không biết là cái kỹ thuật chăm sóc này của nhà chùa như thế nào, mà chúng tôi đến nhà chùa Hộ Pháp này rất là nhiều lần rồi. Phật tích quý vị nhé. Đây là quang hầu như là quanh năm lúc nào cũng có bông thưa quý vị. Quý vị có thể camera có thể đi vào trong sân này để quay toàn cảnh những cái khu vườn bông giấy như thế này. Tượng Phật tích là rất là đẹp, một cái điểm đến. Đấy, quý vị không có thể nhìn bỏ thấy qua không? Khi mà rất là nhiều những cái hàng bông giấy rất là rộng lớn. Khi chúng ta tham quan khu vườn Phật tích này thì chúng ta sẽ được khám phá cái hành trình của cuộc đời Đức Phật Thích Ca qua những cái bức tượng sống động này, từ lúc mà Ngài giáng sinh cho đến khi Ngài nhập Niết Bàn. Đây là tượng Đức Phật đản sinh, tái hiện khoảnh khắc kỳ diệu khi Ngài mới sinh ra thì Ngài đã đứng dậy và đi trên 7 bước. Mỗi bước chân của Ngài thì nở ra một đóa hoa sen, như quý vị đang thấy đó, gồm có 7 đóa hoa sen. Đến bước thứ 7 thì Ngài đứng ở trên đóa sen và tuyên bố là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, thể hiện sự giác ngộ và sứ mệnh cao cả của Đức Phật. Còn bây giờ chúng ta qua phía bên này. Khi Đức Phật chứng kiến 4 cái cảnh tượng của đời người, gồm có sinh, lão, bệnh, tử, khi đi qua 4 cửa thành, từ đó Ngài thấu hiểu cái nỗi khổ của chúng sinh và quyết tự định từ bỏ cuộc sống vương giả để tìm kiếm cái con đường giải thoát cho chúng bông sinh. Bông giấy nở đẹp quá. Đây là bức tượng. Mời camera quay lại toàn bộ cái khu vườn Phật tích này. Được chùa Hộ Pháp xây dựng rất khang trang, tất cả đều tươm tất, lúc nào cũng có người chăm sóc rất là sạch sẽ, như quý vị đang thấy. Khi đến đây thì quý vị nhớ đi qua cái vườn bông giấy để qua thăm khu vườn Phật tích này quý vị nha. Bây giờ tôi mời quý vị chúng ta tiến vào khu vực chánh điện của chùa Hộ Pháp quý vị nhé. Một cái khoang cung cảnh rất là rộng lớn giữa một trung tâm của thành phố Bà Rịa Vũng Tàu.
Đây là cái khoảng sân rất là rộng lớn, tôi ước độ khoảng khoảng hàng chục ngàn mét vuông thưa quý vị. Với một cái khung cảnh bao la rộng lớn như thế này thì nhà chùa mới có đủ cái diện tích để tổ chức những cái sự kiện hàng chục ngàn người như những cái tháng vừa qua nhân cái dịp lễ Vu Lan báo hiếu đó, thì nhà chùa đã tổ chức một cái chương trình tặng quà cho những người khiếm thị. Thì tôi có về đây để tham dự cái buổi lễ đó và chứng kiến hàng chục ngàn người tại cái khoảng sân này. Và đây là khu chánh điện. Mời camera đứng ở phía ngoài này để lấy toàn cảnh cái mặt tiền của ngôi chánh điện. Vâng, thưa quý vị, đây là mặt tiền của ngôi chùa Hộ Pháp, hay còn gọi là Tổ Đình Hộ Pháp, thưa quý vị. Một cái ngôi chùa hết sức là rộng lớn, uy nghiêm, trầm mặc giữa một cái khung cảnh rất là uy nghiêm này. Không gian ở chung quanh thì rất là rộng lớn, thoáng đãng, nơi mà đã từng tổ chức những cái sự kiện hàng chục ngàn người ở đây. Và đây là cái khu chánh điện, hai bên thì có hai con rồng trầu, thưa quý vị. Và ở bên trong là khu chánh điện. Bây giờ mời camera tiến lại phía trong để chúng ta quay ở cái khu vực chánh điện này. Thưa quý vị, đây là khu vực chánh điện của chùa Hộ Pháp. Trước khi chúng ta tiến vào phía trong thì đây là hai con rồng. Hai con rồng trầu ở trước cổng chính của chùa Hộ Pháp. Đây là hai con rồng rất lớn. Đây là những cái kiến trúc mang đậm cái nét kiến trúc của đình chùa Nam Bộ, với những cái mái vòm cong cao vút lên. Đây là những cái họa tiết, là những cái rồng trầu ở như trên những cái góc của cái mái vòm đình chùa này. Một cái kiến trúc rất là đẹp, rất rộng lớn, những cái mái vòm cong cao vút lên trên trời cao như những ước nguyện của các Phật tử hướng về Đức Phật. Và khi đến đây thì chúng ta được chứng kiến cái vẻ đẹp uy nghiêm của ngôi chùa Hộ Pháp này. Bây giờ tôi mời quý vị cùng với tôi chúng ta bắt đầu vào phía trong chánh điện để tham quan ngôi chánh điện này quý vị nhé. Hiện nay thì là giờ trưa, không có các Phật tử lễ Phật ở đây. Tuy nhiên thì nhà chùa cũng vẫn có mở những cái âm thanh niệm Phật ở đây. Như quý vị đang thấy, những cái tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Vâng, thưa quý vị, đây là mặt tiền của ngôi chánh điện của chùa Hộ Pháp. Một ngôi chánh điện mà rất uy nghiêm, lộng lẫy mà chúng tôi chưa từng thấy có ở bất cứ một ngôi chùa nào. Vâng.
Quý vị đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của khu chánh điện và nghe những tiếng niệm Phật, tâm hồn của chúng ta như trùng lại và những điều thánh thiện đang dần hiện ra trong tâm trí chúng ta. Vậy là chúng ta đã chiêm ngưỡng vẻ đẹp của khu chánh điện của chùa Hộ Pháp. Bây giờ chúng ta ra phía ngoài. Nhìn từ phía chánh điện nhìn ra thì phía trước mặt quý vị là cổng chính của Tổ đình Hộ Pháp, hay còn gọi là chùa Hộ Pháp, một ngôi cổng tam quan hết sức bề thế uy nghiêm, sừng sững vươn lên trên bầu trời cao trước một khoảng sân rất rộng lớn. Rồi bây giờ con quay nha. Dạ. Rồi con quay theo chú đi vào thăm các cụ nha. Dạ. Thưa quý vị, còn đây là cổng chính của chùa Hộ Pháp, hay còn gọi là Tổ đình Hộ Pháp, với hàng chữ ở trên là Trang Nghiêm Tịnh Độ, với một cái kiến trúc 1, 2, 3, 4, 5 tầng và có 3 cửa. Đây là một cái cổng mà có thể nói rằng lớn nhất mà tôi từng thấy từ trước tới giờ, rất là uy nghiêm, vươn lên trên trời cao trong một cái diện tích rất là rộng lớn, và đặc biệt là lại nằm ở một cái vị trí tại trung tâm của thành phố. Thì đây là một cái nơi mà rất đáng để cho quý vị Phật tử tới cộng tu với chùa. Còn những cái vị mà những cái khách du lịch thì khi đến với Vũng Tàu thì chúng ta không thể nào không ghé qua để thăm ngôi chùa Hộ Pháp, lễ Phật và thăm viếng tất cả các quý vị Phật tử ở đây, các thầy đã có công để gây dựng nên. Và đặc biệt là quý vị cũng không quên ghé thăm các cụ là những cái cụ già neo đơn không nơi nương tựa mà đã được thầy Nhuận Đức nuôi dưỡng trong suốt những cái thời gian vừa qua. Ngày hôm nay thì thầy Nhuận Đức đã không còn quản chúng tại ngôi chùa này nữa. Vậy thì từ lúc mà thầy Nhuận Đức rời khỏi chùa thì có rất nhiều người Phật tử hỏi rằng không biết là khi mà thầy đi như vậy thì các cái sinh hoạt ở chùa thế nào, các cụ già có còn được nuôi dưỡng chăm sóc như khi mà thầy Nhuận Đức còn ở đây nữa hay không. Thì ngày hôm nay chúng tôi trực tiếp về đây để thăm lại các cụ, để trả lời cho tất cả những cái thắc mắc của quý vị quan tâm tới các cụ già ở đây. Quý vị đã rất là yêu thương, quý mến các cụ và lo lắng cho cái đời sống về tinh thần cũng như sức khỏe của các cụ. Thì để cho quý vị có thể được an tâm thì hôm nay tôi mời quý vị chúng ta bắt đầu tiến vào phía trong, ở khu đằng sau là cái nơi nuôi dưỡng các cụ quý vị nhé. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào phía trong để thăm các cụ. Sau khi mà thăm các cụ xong thì chúng ta tiếp tục qua bên này để tham quan các cái cơ sở của nhà chùa rất là rộng lớn ở bên này. Thì đây là một cái ngôi chùa mà có thể nói rằng có cái sự đóng góp rất là to lớn cho cộng đoàn Phật tử có cái thời gian về đây tu tập, có cái nơi chốn để niệm Phật, để tu tập. Và đặc biệt là đây cũng là một cái nơi để cho các cụ già neo đơn không nơi nương tựa được đến với chùa và được sự bảo bọc chăm sóc nuôi nấng của quý thầy, quý vị Phật tử ở đây. Thì đây là một cái nơi mà có thể nói là một cái trung tâm, không những là cái trung tâm về tâm linh mà còn là một cái trung tâm để cưu mang, nuôi dưỡng, đùm bọc các cái cụ già khó khăn neo đơn và các trẻ em nữa. Thì như quý vị đã biết đó, là chùa Hộ Pháp thì nó có 3 cơ sở để nuôi dưỡng các cụ già. Thì đây là cái cơ sở chính, và còn 2 cơ sở khác nữa. Thì lần lượt chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để giới thiệu với quý vị. Đây là cái khu vực những cái phòng chức năng của các thầy
thì sẽ sinh hoạt lưu trú tại cái khu vực này. Đây là cái tháp nước, quý vị thấy là cái tháp nước rất lớn nha. Mời camera đi theo chúng tôi để quay sát cái tháp nước này. Dạ con chào thầy. Đây là quý vị có thể thấy là cái này là cái tháp nước phải không thầy? Dạ quý vị thấy không, cái tháp nước. Mời camera lại gần đây, rồi mình quay ngược lên trên, mình thấy cái tháp nước rất là rộng lớn này. Nó có 3-4 tầng để lọc nước và cung cấp nước sinh hoạt cho những cái sinh hoạt của nhà chùa, sinh hoạt của các cụ già đã được nhà chùa nuôi dưỡng ở đây. Còn ở đây là cái khu vực của các thầy, các vị tu sĩ thì sẽ ở cái khu vực này. Còn đây là những khu vực nhà vệ sinh rất là rộng lớn, khang trang. Đây là cái tháp nước nha quý vị nha. Và quý vị có thể thấy rằng toàn bộ trong cái công viên này cây cối rất nhiều, nhưng mà lúc nào cũng sạch sẽ, tươm tắt. Quý vị có thể thấy không, là cái nguyên cái khu vực này rất là tươm tắt, sạch sẽ. Rồi bây giờ mời camera theo chúng tôi, chúng ta vào phía trong để thăm lại các cụ già mà trước đây chúng ta đã có dịp về thăm các cụ đó. Thì thưa quý vị, đây là phía sau của ngôi chánh điện. Tất cả bốn cái mặt của ngôi chánh điện này đều là những cái kiến trúc rất là đẹp, mang đậm cái nét kiến trúc của các cái đình chùa Nam Bộ của Việt Nam chúng ta nhé. Rồi mời quý vị chúng ta vào phía trong để thăm các cụ sinh hoạt như thế nào. Đây là giờ trưa rồi, không biết là các cụ có nghỉ trưa hay không, thì mời quý vị chúng ta vào phía trong để thăm các cụ nhé. Thưa quý vị, đây là những cái phòng nuôi các cụ ở đây. Đây là phòng số 1. Mời camera quay lên sát cái chỗ có cái bảng phòng số 1. Dạ, đây là phòng số 1. Dạ, con chào cụ. Dạ, cụ ở phòng này còn bao nhiêu cụ ở đây ạ? 6 cụ ạ. Còn 6 cụ ạ? Dạ. Dạ, các cụ đâu hết rồi ạ? Các cụ giờ ăn cơm xong rồi đi tắm rồi. À, vậy là các cụ ăn cơm trưa rồi, vâng, rồi đi tắm rồi. Vâng. Rồi cụ vào với chùa Hộ Pháp được mấy năm rồi? Tôi vào được hơn 2 năm rồi. Hơn 2 năm, cụ có vào đây có thấy lợi lạc gì không? Có thấy bình an không? Chúng tôi vào đây thì bình an quá chú. Vâng, có được nhà chùa chăm sóc chu đáo không ạ? Nhà chùa chăm sóc chu áo, thầy cứ may cho một năm là 2 bộ quần áo. Vâng. Thế rồi thì ăn uống đầy đủ, vâng, sữa sùng, rồi nói chung là cứ có cái gì là thầy cho ăn hết. Rồi những cái lúc ốm đau thì thầy có lo? Có chứ. Dạ. Ốm đau thì thầy trông nom, rồi các cô trông nom chăm sóc, rồi giặt chủ tắm rửa. Vâng, thưa cụ quê ở đâu ạ? Tôi ở quê ở ngoài Bắc. À, tới ngoài Bắc mà cụ vừa, vâng, vào tới đây, vâng, quý quá. Vâng. Như vậy thì con được biết là thầy Nhuận Đức không còn quản chúng ở chùa nữa, thì cụ có nhớ thầy Nhuận Đức không? Ôi trời, chúng tôi nhớ quá gì. Chúng tôi nhớ mà chúng tôi khóc sưng cả mắt đây chú ơi. Vâng. Cứ cái kho gạo đây, có cái ghế của thầy đây thì là cứ nhìn vào cái kho gạo này nước mắt chảy ra. Vâng, con được biết thì khi mà thầy Nhuận Đức không có còn quản chúng ở chùa Pháp nữa thì đã có một thầy khác thay thế, thì cụ có thể cho con biết là thầy nào đã thay thế cái vị trí? Chúng tôi chưa được biết. Dạ, chưa được biết à cơ. Thì chúng biết là thầy vào thay thế cho thầy Đức thì là trong lòng thì là cho ông tôi ăn uống, là chúng tôi chỉ biết thế. Dạ, tôi vâng, chưa biết là thầy, vâng, nào mà thưa chưa cụ biết là thầy, mà cũng chưa biết là chú. Vâng, thưa cụ, vậy thì kể từ cái lúc mà thầy Nhuận Đức không còn ở chùa nữa thì cái sinh hoạt của các cụ, rồi cái sự chăm sóc của nhà chùa vẫn như tốt như lúc, vâng, trước chứ phải không cơ? Trước con đều là chúng tôi nhớ các cụ, nhớ cái thầy thôi, nhớ thầy Nhuận Đức. Nhớ thầy rồi thì chúng tôi rồi thì cái là chúng tôi tự cho chúng tôi tắm rửa giặt chỗ nhà chúng tôi làm, còn các cụ mà yếu quá thì các cô trông nom, thì các cô thì cũng có việc của các cô thì các cô làm. Vâng. Thì cũng như là thầy Đức còn ở đây. Dạ vâng, thưa quý vị vừa nghe một bà cụ chia sẻ là khi mà thầy Nhuận Đức không còn quản chúng ở chùa nữa thì nhà chùa vẫn chăm sóc các cụ giống như là lúc thầy, vâng, Nhuận Đức còn ở đây, tôi vẫn chăm sóc rất tốt. Cho ăn uống thì thầy mới đấy thì nói là các cụ cứ yên tâm, thì thầy Đức đi rồi thì chúng con cũng chăm nom như thầy Đức còn ở đây. Dạ, thế vâng, thì chúng tôi nghĩ là thầy Đức đi thì cũng còn đồ ăn này, rồi còn gạo này, còn nói chung là còn nhiều, vâng, thứ là thầy Đức đi thầy Đức còn ở lại. Dạ. Thì là nhiều khi mà thầy Đức
tuy đừng đi nhưng mà Phật tử người ta vẫn đem và người ta biếu như là lúc thầy Đức còn nó. Vâng, quý vị có thể thấy là đây là cái lời tâm sự rất là thật tình của một cụ cho biết rằng khi mà thầy Đức đi rời khỏi chùa rồi thì các cụ vẫn được chăm sóc khỏe mạnh tốt đẹp như xưa. Chỉ có điều là các cụ nhớ thầy thì nhớ Đức lắm. Vâng, thầy khóc thầy. Vâng, có thầy đi rồi nhưng mà có các thầy khác vẫn tiếp tục nối tiếp cái công việc của thầy Nhuận Đức nha. Cụ cứ an tâm nha. Vâng, thầy cũng nói là các cụ cứ yên tâm thì thầy Đức đi rồi thì còn chúng con ở đây thì cũng trông nom các cụ như thầy Đức còn ở đây. Thế nhiều chúng tôi nghĩ là thôi thì giờ mới thì thầy nói thế, không biết sau này mà kiên trì ngay như thầy Đức mười mấy năm trời. Vâng. Và các cụ cứ vẫn sung sướng ngay. Vâng. Là lúc mới thế thì mới cũng thế mà cũng cũng thế. Dạ vâng. Còn thì như thầy mới giờ thì chúng tôi ở đây. Vâng. Nào chúng tôi biết lúc đó thế chứ còn. Dạ. Có nhiều người thầy Đức đi rồi thì là người ta về. Cũng hoang mang. Dạ vâng. Vâng, hoang mang là người ta về. Dạ không, các cụ đừng có hoang mang. Như con được biết thì thầy Nhuận Đức đi rồi thì nhà chùa sẽ sắp xếp những cái thầy khác cũng lo lắng, cũng thương yêu các cụ y hệt như xưa. Vâng, thôi, cũng cứ an tâm nha. Vâng, cũng dạ. Thương yêu, cũng chăm nom được. Vâng. Đầy đủ, nhưng mà chúng tôi bây giờ thì chúng tôi ở ngày nào thì chúng tôi biết thế. Vâng, vâng. Dạ. Ngày như thế nào chúng tôi cũng chưa dạ, biết. Vâng, vâng. Con cảm ơn cụ rất nhiều. Con chúc cho cụ mạnh khỏe. Vâng, hàng ngày niệm Phật, tu tập và an tâm ở đây để có các thầy, những cái thầy kế tiếp cái công việc của thầy Nhuận Đức thì sẽ chăm sóc cho các cụ y hệt như ngày xưa vậy. Dạ, con xin cảm ơn cụ ạ. Dạ, rồi bây giờ con đi thăm một cụ nữa nha. Dạ, vâng ạ. Cụ ơi, con chào cụ. Cụ ơi, con có thể thăm cụ một chút nha. Dạ, thưa cụ vào chùa được bao nhiêu năm rồi? Mới năm rưỡi thôi. Mới năm rưỡi à? Quê mình ở đâu thưa cụ? Huế. Ở ngoài Huế mà cũng biết tới chùa để vô tới đây để tu tại đây và được nhà chùa chăm sóc sức khỏe cho mình. Dạ. Thì thưa cụ, con được biết thì khi mà thầy Nhuận Đức rời khỏi chùa không còn trực tiếp chăm sóc cho các cụ nữa thì các cụ có nhớ thầy Nhuận Đức không? Rất nhớ. Dạ vâng. Thầy như một người cha, hơn một người cha nữa đó. Dạ. Thầy cũng những lo về vật chất mà lo tinh thần nữa. Dạ. Lo đời sống tinh thần và hướng cho mình một lối thoát, có hướng đi giải thoát. Dạ. Dạ. Cái này quan trọng nhất. Dạ. Thưa cụ, thì khi mà thầy Nhuận Đức đi rồi thì cái thời gian vừa qua các cụ có được nhà chùa chăm sóc tốt đẹp giống như là lúc thầy Nhuận Đức còn ở đây không ạ? Cũng giống nhau. Dạ vâng. Thưa quý vị, đây là cái lời chia sẻ của hai cụ là cho biết là khi mà thầy Nhuận Đức không còn quảng chúng ở đây nữa thì các cụ vẫn được nhà chùa chăm sóc rất là tốt đẹp về sức khỏe, tinh thần. Đây các cụ điển hình đây là quý vị có thể thấy không? Hai cụ rất là khỏe mạnh, minh mẫn, cụ nào cũng rất là tươi quý vị nha. Đây mà từ ngoài Huế rồi đây cụ đây là từ ngoài Bắc mà vẫn vào với chùa. Thì con các cụ cứ an tâm là nhà chùa sẽ sắp xếp những người thầy khác để kế tục cái công việc của thầy Nhuận Đức. Để tiếp tục chăm sóc sức khỏe, đời sống tinh thần cho các cụ. Để cho các cụ luôn luôn sống vui, sống khỏe và hàng ngày thì mình đi lễ Phật và mình... đóng góp những cái tình yêu thương của tất cả các cụ như là một cái ngôi nhà chung của mình. Đúng rồi. Dạ, dạ vâng. Dạ. Thầy Đức còn ở đây thì thầy Đức cứ nói là một gia đình. Dạ vâng. Và thầy Đức cũng cứ nói là tất cả các cụ là một gia đình. Dạ vâng, vâng. Vâng, chúng con cũng thấy rằng khi con về đây với chùa thì nhiều lần rồi. Và con thấy là các cụ lúc nào cũng rất là vui vẻ, yêu thương. Mà lúc nào các cụ cũng rất là khỏe mạnh, gương mặt rất là tươi. Đã nhờ cái công sức của các thầy ở đây. Yeah. Và cái thầy đã hướng dẫn cho mình niệm Phật, tu tập hàng ngày. Và ơn trên phù hộ cho các cụ khỏe mạnh như thế này. Yeah. Thì con rất mừng. Con kính chúc cho hai cụ luôn luôn được khỏe mạnh, tinh thần an lạc. Thầy Đức bây giờ thầy Đức vẫn nhớ chúng tôi, mà thầy Đức cứ vẫn nhớ là các cụ thì thầy Đức lại khóc. Dạ dạ vâng. Dạ tội nghiệp quá. Đây là một cụ này đang là nhắc tới thầy Nhuận Đức thì cụ đang là khóc đây thưa quý vị. Và cụ còn cho biết là các cụ coi thầy Nhuận Đức như là một người cha của mình. Yeah. Người cha thứ hai của mình, mặc dù là thầy về tuổi tác thì đáng tuổi con cháu các cụ thôi. Nhưng mà thầy Nhuận Đức đã lo cho các cụ rất là nhiều.
Vậy thì thôi các cụ an tâm, con tin là nhờ cái công đức của thầy Nhuận Đức còn để lại, nhờ cái công đức tu tập của các cụ hàng ngày, và đặc biệt là nhờ công đức của các vị trụ trì ở ngôi chùa này, sẽ tiếp tục lo cho các cụ như xưa. Dạ. Các cụ an tâm nha. Dạ, dạ thôi con kính chúc quý vị một ngày tốt đẹp, dạ, hàng ngày khỏe mạnh tấn tới để... Dạ, dạ vâng ạ. Dạ. Thôi các cụ... Thầy có cái tâm, rồi có cái đức. Dạ. Thầy Đức thương chúng tôi lắm, mà thầy Đức cứ nói chúng tôi là chúng tôi, thầy Đức khóc mà chúng tôi nói với thầy thì thầy lại cũng khóc. Dạ vâng. Mà chúng tôi thì không bao giờ chúng tôi quên được thầy Đức đâu chú dạ, ơi. Dạ vâng ạ, con biết tấm lòng của các cụ. Dạ dạ, con kính chúc cho các cụ an lạc. Dạ. Hàng ngày mình niệm Phật, rồi nhất định là có dịp con sẽ lại con thăm các cụ nữa nha. Dạ 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 dạ, con xin kê. Dạ dạ, con xin chào các cụ. Đó là những cái lời chia sẻ hết sức là chân tình, mà khi mà tôi thấy các cụ khóc thì tôi cũng không có thể là kìm được nước mắt, thưa quý vị. Bởi vì những cái tình cảm của thầy Nhuận Đức đã để lại những cái ấn tượng quá tốt đẹp cho các cụ. Và như quý vị thấy đó thì một bà cụ ở đây từ ngoài miền Bắc vào, còn cụ ở đây từ ngoài Huế mà vào đây, đã nhờ cái công đức của thầy Nhuận Đức và các quý thầy, quý cô, các quý vị Phật tử đã đóng góp công sức để đây để cùng với thầy Nhuận Đức chăm nuôi các cụ tốt đẹp như thế này. Thầy Nhuận Đức thì thầy trông nom các cụ, rồi thầy dạy dỗ các cô các chú. Dạ. Như là con một nhà. Dạ vâng, mà con tin rằng khi mà thầy Nhuận Đức không còn cái công việc chăm sóc cho các cụ nữa, thì ở các cái vị ở bậc cao hơn, những cái vị trụ trì sẽ sắp xếp những thầy cũng có nhiều cái tấm lòng Bồ Tát như thầy Nhuận Đức để lo cho các cụ. Các cụ đừng có buồn, đừng có lo nha. Dạ dạ, thôi con chào các cụ. Các cụ nghỉ trưa đi. Dạ dạ dạ. Mời cô là viết nên cái khẩu hiệu là lúc mà thầy Nhuận Đức còn ở nhà đây này, thì các cô viết cái câu, cái khẩu hiệu nên là chúng con không thể thiếu thầy được. Dạ vâng. Bao giờ chúng con cũng muốn thầy ở bên cạnh chúng, dạ, con để chăm sóc, dạ, mọi cần thứ cho các cụ. Dạ dạ. Thế mà giờ một cái đét một cái thầy đi. Dạ dạ dạ. Thôi ạ, cụ đừng có xúc động quá. Con sẽ qua cái video này, chúng con gửi tới thầy Nhuận Đức những cái tình cảm đặc biệt của các cụ, mà khi mà thầy Nhuận Đức nhìn lại được những cái tình cảm mà các cụ đang là biểu lộ ở đây, thì thầy Nhuận Đức sẽ vẫn tiếp tục nhớ tới các cụ, và một ngày nào đó hữu duyên thì thầy Nhuận Đức lại về để gặp được các cụ. Dạ vâng vâng vâng. Dạ dạ, thôi cụ làm con cũng muốn khóc rồi con. Dạ dạ, con xin chào các cụ nha. Dạ 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 vâng. Thưa quý vị, chúng tôi không có đành lòng mà ngồi lại lâu, bởi vì các cụ quá xúc động, mà tôi cũng vậy, không có thể nào kìm được những cái tình cảm của mình khi mà các cụ quá nhớ thương thầy Nhuận Đức. Mặc dù là khi mà thầy Nhuận Đức không còn quảng chúng ở đây nữa, thì những cái thầy mà kế tiếp thầy Nhuận Đức đó sẽ vẫn tiếp tục lo cho các cụ giống như là thầy Nhuận Đức còn ở đây, và những cái vị chức sắc cao hơn nữa quản chúng cái ngôi chùa này sẽ đem hết cái tấm lòng từ bi cũng giống như thầy Nhuận Đức thôi. Bởi vì cái chùa Hộ Pháp có cái truyền thống là yêu thương các cụ, thì dù là thầy nào đảm nhiệm cái vai trò quản chúng thì cũng yêu thương các cụ hết lòng thôi. Đó là cái truyền thống của chùa Hộ Pháp. Bây giờ chúng ta tiếp tục qua một cái phòng khác nha. Đây là phòng số 2. Đây là phòng số 2. Dạ. Dạ con chào cô. Dạ con chào cụ. Cụ ơi, con thăm cụ một chút. Dạ. Thưa cụ, cụ vào đây được bao nhiêu năm rồi? Năm thứ 10. Năm thứ 10 rồi. Dạ. Cô đây năm 2000. Dạ, thưa quý vị, cụ ở quê ở đâu ạ? Trời, quê cụ thì khi đâu thì ở miền Trung. Dạ. Nhưng mà bao Biên Hòa được hơn 30 năm rồi, con cái ở trong này. Dạ. Cho nên là tôi ở thành phố Biên Hòa. Dạ vâng, thưa quý vị, đây là một cụ quê ở miền Trung cơ, mà đã vào chùa Hộ Pháp được 10 năm rồi. Thì qua cái thời gian 10 năm thì cụ được cái sự chăm sóc của thầy Nhuận Đức, cũng như là các quý thầy, quý cô ở đây, các quý vị Phật tử đã đóng góp công sức để chăm sóc cho các cụ, thì cụ có thấy hài lòng trong cái thời gian vừa qua thầy Nhuận Đức ở đây không ạ? Cái đó thì cũng
Thật hay lắm, tại vì thời thầy nuôi ảnh học những 10 năm ấy mà như thầy đã đi thì ai cũng vậy. Vâng. Ai có cái tâm trạng như thưa vậy. Thưa quý vị, cụ đã nói rằng ai cũng có tâm trạng như vậy, rất là nhớ thương thầy. Rồi kể từ khi mà thầy Nhuận Đức không có còn ở đây trực tiếp để lo cho các cụ nữa thì các cụ có thấy là nhà chùa vẫn tiếp tục chăm sóc cho các cụ như xưa vậy chưa ạ? Cùng tương đối. Dạ vâng, thưa quý vị, thì như cụ cho hay rằng mặc dù là thầy Nhuận Đức không có còn trực tiếp ở đây nữa nhưng mà nhà chùa vẫn sắp xếp những các thầy khác tiếp tục cái công việc quản chúng và chăm lo cho các cụ. Thì đây là cái niềm mong ước của tất cả mọi người. Và khi mà con đến với chùa nhiều lần rồi nhưng mà con thấy lần nào các cụ cũng rất là khỏe mạnh nè, vui tươi. Quý vị năm nay cụ bao nhiêu ạ? 86. Vâng, cụ đây là cụ bà 86 tuổi rồi mà gương mặt của cụ vẫn còn tươi, rất là tràn đầy năng lượng nha quý vị nha. Nhân dịp con về ghé thăm chùa, con cũng kính chúc cho cụ luôn luôn được an lạc, hàng ngày mình cộng tu với chùa lễ Phật và nhận cái sự chăm sóc của chùa. Đây là một cái điều mong ước của tất cả các quý thầy ở đây, các quý vị Phật tử lúc nào cũng sẵn sàng để chăm sóc cho các cụ. Con kính chúc quý vị, con kính chúc cho cụ được bình an lạc nha quý vị nha, nhiều sức khỏe nha. Rồi mai mốt có dịp con lại ghé thăm nữa. Dạ dạ. Dạ con chào cụ. Dạ dạ. Dạ, dạ con chào cụ. À, gì đó, Phật. Dạ, cụ năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Con năm 50 rồi ạ. Có cụ 50 tuổi rồi. Vâng. Quê ở đâu ạ? Quê Thái Bình ạ. Dạ, ở Thái Bình ạ, quý vị. Rồi cụ vào với chùa Hộ Pháp được mấy năm rồi? Chục năm rồi. Vâng, thưa quý vị, cụ 50 tuổi. Cụ 50 tuổi ạ? 50 tuổi. Vâng, mới 50 tuổi mà đã vào chùa được 10 năm rồi. Như vậy là cụ vào chùa lúc đó mới có 40 tuổi à? Vâng. Dạ vâng, vậy mà cụ vì lý do bệnh tật không có sức khỏe cho nên là vào nương tựa cửa Phật ở đây hả? Vâng, cụ. Vâng. Thì cụ bệnh gì ạ? Chỉ có tê chân với lại tê tay thôi. Vâng, không có đi lại được. Không đi lại được. Vâng. Rồi con cháu ở đâu? Con cháu ở quê. Vâng, con cháu ở quê không có điều kiện chăm sóc cụ mà cụ đã nương tựa với nhà chùa Hộ Pháp của thầy Nhuận Đức là 10 năm rồi. Vâng. Vâng, thưa cụ thì kể từ khi mà thầy Nhuận Đức không còn quản chúng trực tiếp chăm sóc cho các cụ nữa thì các cụ có cảm nghĩ như thế nào? Có thấy buồn không? Có nhớ thầy Nhuận Đức không? Có, con vẫn nhớ thầy. Dạ vâng. Rồi các thầy khác mà khi mà tiếp nối cái công việc của thầy Nhuận Đức thì có chăm sóc các cụ giống như ngày xưa không? Có, thầy ở đây thì chúng rất chăm các cụ nhiều lắm. Dạ vâng, dạ. Quý vị có thấy là nãy tới giờ chúng ta trao đổi với các cụ thì cụ nào cũng đều là nhớ thầy Nhuận Đức. Tuy nhiên thì mặc dù không còn thầy Nhuận Đức ở đây nữa nhưng mà nhà chùa vẫn tiếp tục chăm sóc các cụ giống như là lúc thầy Nhuận Đức còn ở đây. Nên là những cái quý vị nào mà lo lắng là thưa cụ, có rất nhiều các cái quý vị Phật tử ở các nơi lo lắng là không biết là thầy Nhuận Đức không còn quản chúng ở đây nữa thì lấy ai mà chăm sóc cho các cụ. Nhưng mà ngày hôm nay con về đây thì con được biết là nhà chùa vẫn cử các thầy đến chăm sóc các cụ giống như ngày xưa vậy. Vâng. Nên là quý vị không phải lo lắng gì quý vị nhé. Vâng. Quý vị an tâm là các cụ ở đây vẫn được chăm sóc như xưa. Vâng. Nếu quý vị có về cộng tu với chùa thì quý vị ghé thăm các cụ. Vâng. Và mình mở lòng từ bi, mình đóng góp công sức của mình. Vâng. Để cùng với các quý thầy ở đây. Vâng. Để tiếp tục cái công việc của thầy Nhuận Đức là chăm sóc cho các cụ được tốt hơn. Vâng. Dạ con kính chúc cho cụ được dồi dào sức khỏe. Vâng, con kính chúc các cụ các chú mạnh khỏe. Dạ vâng ạ, con cảm ơn cụ. A Di Đà Phật. Vâng. Bây giờ con xin phép con thăm các cụ khác nha. Dạ dạ dạ. Thưa quý vị, con xin phép cụ nha. Dạ dạ. Quý vị thấy là các cụ đều là rất là vị, nhớ thương. Còn rất nhiều phòng Đức. Nữa, còn rất nhiều những cái mảnh đời thì, của các cụ, những cái mảnh đời các cụ cũng bất cho biết là mặc dù đời là thầy Đức không có còn cho đến ở đây già, nữa, nhưng mà cuối cùng thì nhà chùa phải nương tựa cửa Phật như thế này. Những cái công việc chúng tôi vô cùng xúc động và công việc không có thể kiềm lòng được. Các cụ, đây là phòng số 3. Cũng không có đành lòng. Đây là rất là nhiều các cụ nữa. Rất là thương xót các cụ này. Vì thời gian hạn hẹp cho nên là chúng tôi chỉ mong quý vị phát tâm ủng hộ công sức để cùng với chùa chăm sóc cho các cụ ngày một tốt hơn.
và còn rất là nhiều phòng các cụ nữa. Đây là các cụ. Con chào các cụ. Đây là các cụ nam hay các cụ nữ đây? Dạ. Dạ con chào cụ. Dạ con chào cháu rồi, chú không nghe. Dạ A Di Đà Phật. Dạ thưa cụ, con là kinh Nỗi Lòng Người Miền Nam. Dạ. Con nhân dịp có chuyến về Vũng Tàu thì con ghé thăm các cụ. Dạ A Di Đà Phật. Dạ. Con cảm ơn các cháu cô. Dạ. A Di Đà Phật. Dạ. Thưa cụ, kể từ khi mà thầy Nhuận Đức không có còn trực tiếp chăm sóc cho các cụ nữa thì các cụ có vẫn là được chăm sóc như xưa chứ thưa dạ, cụ? Dạ có, giờ mấy thầy mấy chú đây là cũng chăm sóc cho mấy cụ. Dạ thưa dạ, quý vị thì như quý vị đã biết đó, thì mặc dù thầy Nhuận Đức không còn ở đây nữa nhưng mà nhà chùa vẫn sắp xếp nhà các dạ, thầy khác dạ, gì đâu phải. Kế tục cái công việc của thầy Nhuận Đức là chăm sóc lo lắng cho các cụ. Dạ A Di Đà Phật. Dạ thưa cụ, năm nay mấy mươi rồi ạ? Dạ, năm nay được 74 rồi chú. Dạ, dạ. Quê cụ ở đâu ạ? Quê Quảng Ngãi chú. Dạ quý vị có thấy không, từ rất xa từ Quảng Ngãi mà vào đây để cộng tu với chùa và được sự chăm sóc của thầy thì các cụ rất là khỏe mạnh. Dạ, con rất là cảm ơn dạ, thầy quý chú. Dạ. Con từ vô đây là ở đây được 10 năm rồi. Dạ. A Di Đà Phật. Dạ dạ. Sống đây rồi chết cũng vẫn sanh là tại nơi đây luôn. Dạ dạ dạ. A Di Đà Phật. Dạ con cảm ơn gì dạ, rất cụ rất nhiều. Dạ, con mong là cụ lúc nào cũng được khỏe mạnh để cộng tu với nhà chùa. Dạ, rồi các cụ cứ an tâm là mặc dù thầy Nhuận Đức không có còn ở đây nữa thì dạ, nhà chùa lại cử Phật, những cái thầy khác tiếp dạ, tục công việc để lo cho các dạ, cụ nha. A Di Đà Phật. Có gì con cũng cảm ơn hết tất cả quý thầy quý chú. Dạ dạ con cảm ơn. Ở đây A Di Đà Phật. Dạ dạ. Bây giờ dạ con xin phép dạ, con chào cụ. Dạ. Dạ thưa cụ năm nay mấy mươi rồi? Dạ 82 tuổi. 82 tuổi rồi hả? Dạ. Dạ cụ có cộng đến với nhà chùa được bao nhiêu năm rồi? Dạ được 10 năm rồi. Được 10 năm rồi. Dạ. Cụ quê ở đâu? Quê ơi Gia Lai, ở với Bình Định mà rồi lên Gia Lai. Dạ ở Bình Định ạ. À. Thưa dạ, quý vị, vậy là kể từ khi thầy Nhuận Đức không có còn trực tiếp ở đây chăm lo cho các cụ nữa thì cụ có nhớ thầy Nhuận Đức dạ, không? Nhớ chứ mà điều bây giờ thầy Nhuận Đức đi thì có thầy các thế cho thầy Nhuận Đức. Dạ thầy nào ạ? À? Dạ, tên gì đó, tên Đại, thầy Đại. Dạ thầy Đại, thầy Nhuận Đại. Dạ, thầy Nhuận Đại. Dạ, dạ. Khi mà thầy Nhuận Đức không có còn trực tiếp chăm sóc cho các cụ nữa thì thầy Đại vẫn tiếp tục công việc đó và cụ có thấy là cái sự chăm sóc của nhà chùa vẫn như xưa chứ ạ? À? À, dạ được. Dạ vâng, quý vị có thấy là dạ, cũng vui vậy, cũng được. Nhà chùa rất là chu đáo mặc dù dạ, là thầy Nhuận Đức không có còn trực dạ, tiếp đây nữa nhưng mà còn thế thì ra còn trực tiếp. Dạ nhà chùa vẫn cứ có thầy Nhuận Đại ạ. Dạ. Lại tiếp tục công việc của thầy Nhuận Đức để chăm sóc cho các cụ, đây là một cái điều rất là vui, tụi dạ, con cũng vui, các quý vị Phật dạ, tử khắp cả nước cũng đều vui lắm. Dạ. Thưa cụ, khi mà thầy Nhuận Đức đi rời khỏi chùa đó thì nhiều bà con Phật tử rất là lo lắng dạ, cho các cụ, không biết là các cụ có còn được chăm sóc như xưa nữa hay không. Nhưng mà ngày hôm nay con đến với chùa thì con thấy là các cụ vẫn vui vẻ, được nhà chùa chăm sóc giống dạ, như xưa. Dạ đúng rồi. Là thầy Đại tiếp tục công việc của thầy Nhuận Đức. Dạ cũng như thầy Nhuận Đức dạ, thôi. Dạ dạ. Thầy thêm như thầy Nhuận Đức thôi. Dạ. Dạ, dạ. Như vậy thì quý vị có thể an tâm nha. Các dạ, cụ đây được chăm sóc giống dạ, như xưa. Dạ. Điều này là một cái điều rất là mừng. Dạ. Với tất cả mọi người quan tâm tới sức khỏe của các cụ. Dạ. Nhân dịp con về lại chùa thì con kính chúc cho các dạ, cụ luôn an lạc. Cũng, dạ. Cũng, hàng ngày lễ Phật. Chúc các bộ coi chúc cán bộ được có sức khỏe giàu giàu. Dạ dạ dạ. Yên tâm tâm ăn lành. Dạ dạ, quý vị có thấy thể đấy là cụ 86 rồi mà vẫn còn rất là yêu đời, cụ cười rất là hóm hỉnh. Con kính chúc cho vị lúc nào cũng vui vẻ vậy nha dạ, cụ nha. Dạ cảm ơn. Dạ dạ, con cảm ơn. Dạ dạ. Dạ dạ, cụ ở đây ngủ rồi thôi bây giờ. Dạ 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 dạ, con xin phép thưa quý vị còn rất là nhiều các cụ nữa, tuy nhiên thì cái thời gian không có cho phép cho nên là chúng tôi đưa quý vị đi tham quan một số các cảnh ở bên ngoài nữa. Đây quý vị, đây là những cái khu vực, mời camera quay lại đây. Đây là cái khu vực mà thưa quý vị còn rất là nhiều những cái phòng của các cụ bà cụ ông dài theo cái này. Đây là cái cơ sở chính thôi, còn cái hai cơ sở phụ nữa thì khi nào có dịp thăm hai cơ sở phụ thì chúng tôi sẽ ghi lại những cái hình ảnh trực tiếp
và chân thật nhất về cái sự chăm sóc của nhà chùa đối với các cụ sau khi thầy Nhuận Đức không còn quản chúng ở đây nữa. Thì như quý vị đã vừa nghe trực tiếp lời các cụ nói đó, thì khi mà thầy Nhuận Đức không còn ở nhà chùa nữa thì các cụ rất là nhớ thương thầy Nhuận Đức, và các cụ đã phải khóc khi mà chúng tôi nhắc tới thầy Nhuận Đức. Và các cụ thương yêu thầy Nhuận Đức giống như là một người cha thứ hai của mình. Mặc dù là tuổi tác thì thầy Nhuận Đức là con, là cháu các cụ thôi. Tuy nhiên thì vì cái tấm lòng từ bi của thầy Nhuận Đức, cái tình yêu thương của thầy Nhuận Đức dành cho các cụ, mà các cụ mới có cái tình cảm đặc biệt với thầy Nhuận Đức như vậy. Nhưng mà tuy nhiên thì sau khi thầy Nhuận Đức đi đó, thì nhà chùa lại cử thầy Nhuận Đại. Theo tôi được biết thì thầy Nhuận Đại đã tiếp tục cái công việc của thầy Nhuận Đức để chăm lo cho các cụ như xưa, và các cụ cũng rất là hài lòng. Và các cụ nói rằng thầy Nhuận Đại tiếp tục cái công việc của thầy Nhuận Đức thì thầy Nhuận Đại cũng rất là từ bi, rất là thương các cụ giống như xưa thôi, không có cái gì hết phải quý vị phải lo lắng nha. Bởi vì thời gian qua thì rất là nhiều các cái quý vị khán giả cũng như các Phật tử đều gọi về cho tôi nói là không biết là cái vấn đề nhà chùa chăm sóc các cụ như thế nào sau khi thầy Nhuận Đức không còn quản chúng ở đây nữa. Thì ngày hôm nay tôi về đây thăm trực tiếp, gặp trực tiếp các cụ ở đây, thì quý vị đã biết được cái tình hình hiện tại là các cụ vẫn được chăm sóc tốt đẹp như xưa, quý vị không phải lo lắng gì nữa. Khi nào quý vị có dịp trở lại thăm chùa Hộ Pháp, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm các theo thầy, dõi. Các xin kính chúc quý vị sức đây, khỏe, hạnh phúc, quý vị và luôn an lạc. Nhớ đến xin chùa trọng, kính chào quý vị. Lễ Phật xong thì thăm các cụ, và chúng tôi hy vọng là chúng ta mỗi người một tay, người góp công, người góp của, để cùng với các quý thầy ở đây chúng ta có điều kiện chăm sóc cho các cụ tốt hơn nữa. Đó là chúng ta đã được tạo được cái công đức rất là lớn lao cho các cụ ở đây.